Năng lượng chính xác là gì? Chúng ta nghe thấy thuật ngữ này ở khắp mọi nơi, cho dù đó là việc bảo toàn năng lượng, đốt cháy calo hay năng lượng của mặt trời. Sự phát triển trong vài trăm năm gần đây của con người tạo ra lượng của cải kinh khủng mà cả ngàn năm trước chúng ta mới tích lũy đủ. Vấn đề là chúng ta đã dần dần biết cách khai thác và chuyển đổi những nguồn năng lượng từ cơ bản nhất đến phức tạp nhất của tự nhiên để phục vụ lợi ích cho con người. Nhưng mà năng lượng thực sự là gì? Đó có phải là một thứ chúng ta có thể nhìn thấy hoặc chạm vào? Hay nó là điều gì đó bí ẩn hơn, giống như một thế lực chi phối mọi việc chúng ta làm? Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bản chất thực sự của khái niệm năng lượng trong vật lý. Tại sao năng lượng là nền tảng của mọi thứ, từ chuyển động các hành tinh đến hoạt động đơn giản là đun sôi nước? Và quan trọng nhất là năng lượng định hình toàn bộ vũ trụ như thế nào? Đến cuối video này, bạn có thể sẽ bất ngờ với những cách mà năng lượng tác động đến mọi khía cạnh của thế giới chúng ta. Nhưng trước tiên, nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên thích video này, đăng ký kênh và chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới nha. Hay nếu video này có điều gì chưa tốt, hãy góp ý cho bọn mình nha. Cảm ơn các bạn. Về bản chất, trong vật lý, năng lượng được định hình là khả năng sinh ra công, hoặc dễ hiểu hơn là khả năng gây ra một sự thay đổi nào đó. Thì trong vật lý, năng lượng là thứ điều khiển mọi thứ, từ chuyển động của các nguyên tử, chuyển động của ánh sáng, hay khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống trái đất chúng ta. Năng lượng là thứ khiến mọi thứ xảy ra. Nhưng mà làm sao chúng ta có thể hình dung về một cái thứ gọi là năng lượng này rõ ràng hơn? Ý tưởng về năng lượng như chúng ta biết đã phát triển qua nhiều thế kỷ. Các nhà khoa học cổ đại không có dùng từ năng lượng, chính xác hơn họ không có từ đó luôn. Nhưng mà họ đã nhận thấy một điều là một số thứ có thể thay đổi và một số thế lực có thể làm cho một số thứ đó thay đổi. Đó là năng lượng. Nhưng mà đây mới là điều thú vị. Năng lượng không chỉ là một thứ, nó tồn tại ở nhiều hình thức khác nhau. Bởi vì xung quanh chúng ta luôn có những sự thay đổi mang tính chất khác nhau. Và để hiểu rõ hơn điều này, các nhà vật lý làm cho năng lượng trở nên cụ thể hơn. Năng lượng được định nghĩa là khả năng thực hiện công. Nghe rõ ràng nhưng mà công lại là gì nữa? Nếu như bạn dùng lực đá văng một hòn đá đi xa, bạn đang thực hiện công. Nó chỉ đơn giản là cách bạn dùng lực làm vật khác chuyển động mà thôi. Và cái phần khả năng mà bạn thực hiện công đó chính là năng lượng. Ví dụ mỗi ngày bạn chỉ có khả năng đá được 10 viên đá, thì mỗi lần đá một viên như vậy thì bạn mất đi một khả năng để đá một viên khác. Thứ bạn mất đi chính là năng lượng. Nhưng cái độc đáo của năng lượng là chúng không bao giờ bị mất đi. Bạn thì bị mất đi một năng lượng, còn viên đá đó thì lại nhận được một năng lượng từ bạn. Đây chính là một trong những nguyên tắc rất cơ bản của vật lý, đó là định lực bảo toàn năng lượng. Chúng ta bảo với nhau rằng năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ được chuyển qua lại giữa các dạng năng lượng khác nhau mà thôi. Nếu năng lượng chỉ được phép chuyển qua lại giữa các dạng khác nhau mà không tự sinh ra hay mất đi, thì năng lượng đầu tiên của vũ trụ từ đâu mà có? Nếu các bạn có hứng thú với những chủ đề này thì hãy để lại bình luận bên dưới video và mình hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới nha. Trở lại với video thì năng lượng lại tồn tại ở nhiều dạng khác nhau. Nhưng dạng năng lượng là sao? Tức là sự thay đổi được biểu hiện ở những hoạt động hay tính chất khác nhau. Từ động năng, thế năng, nhiệt năng, hóa năng và điện năng, năng lượng hạt nhân hay năng lượng hấp dẫn, chúng đều là những thứ thể hiện sự thay đổi ở các khía cạnh khác nhau của vũ trụ và chúng có thể chuyển đổi cho nhau. Đây thực sự là một thứ rất là thú vị, vì các bạn thấy xung quanh chúng ta không hề có sự hiếu vắng đi sự tồn tại của năng lượng. Nói không ngoa thì chính chúng ta đang sống ngập tràn trong năng lượng và chính cơ thể chúng ta cũng là một dạng năng lượng. Mặc dù sống trong đống năng lượng nhưng con người lúc nào cũng thấy hiếu hiếu. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật không nằm ở chỗ khai thác năng lượng mà là nằm ở chỗ khai thác sự chuyển đổi năng lượng. Chúng ta sử dụng năng lượng cho nhiều mục đích. Vì vậy, phát triển những phương thức để điều phối năng lượng để phục vụ đúng mục đích của chúng ta mới là vấn đề cần quan tâm. Nhưng mà khi đứng bên cạnh một đống vàng thì chúng ta lại chẳng biết làm gì với nó. Một cục đá vớ vẩn bạn nhặt bên đường lại mang một năng lượng kinh khủng có thể thay đổi cả một thành phố. Điều này được mô tả thông qua công thức của Einstein, E bằng MC bình. Công thức này cho chúng ta thêm một cách để chuyển đổi năng lượng, đó là khối lượng cũng là một dạng năng lượng. Nhưng mà như mình nói, chúng ta vốn không biết khai thác nguồn năng lượng khổng lồ này, chúng ta chỉ khai thác được thông qua phản ứng hạt nhân mà thôi. Rõ ràng là mọi thứ trong vũ trụ đều là năng lượng, nhưng không phải tất cả chúng đều dễ dàng với chúng ta. Vì vậy, tóm lại thì năng lượng thực chất là khả năng thực hiện công và nó có nhiều dạng khác nhau. Nó ở xung quanh chúng ta, liên tục biến đổi từ loại này sang loại khác. Và nhờ những hiểu biết sâu sắc của Einstein, chúng ta biết rằng bản chất vật chất cũng chỉ là một dạng năng lượng. Và như mọi khi, nếu bạn thấy video này hữu ích,
Hãy nhớ thích, chia sẻ và đăng ký kênh nha. Cùng xuống phần bình luận và chúng ta có thể thảo luận nhiều hơn về chủ đề này. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới.